Chào các bạn, mình vừa đi ra vườn đào sắn này các bạn ạ. Trời hôm nay mưa to nên là mình muốn ăn một ít nữa sắn nướng. Sắn này thì trên mình gọi là củ sắn, nhưng mà cũng có một số nơi gọi là củ mì các bạn. Đây nhìn sắn rất là to và tươi, mình vừa mới đào xong. Củ rất là to phải không các bạn? Củ này mà nướng lên thì ăn rất là ngon. Và bây giờ mình chuẩn bị cho việc bóc sắn nha các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn một củ to để bóc. Mình sẽ cắt cái phần cuống nó đi, tại vì cái phần cuống là cái phần mà nó già rồi các bạn ạ, nó gần giống như là cái thành chuẩn bị thành cây rồi, và mình phải cắt nó đi để nó trở thành non hơn và dễ bóc hơn. Mình sẽ gọt bớt cái đất nó đi. Và đây là mình bắt đầu bóc các bạn ạ. Bóc thì việc đầu tiên là mình sẽ cứa một cái đường mà đường chéo các bạn. Sau đó mình sẽ đường chéo và tạo thành vòng tròn càng gần càng đi lên, để khi mà mình bóc thì sẽ dễ hơn. Đây, đấy, và mình cứ xoay tròn cái củ sắn của mình, và sau đó nó sẽ từ ngọn lên đến gốc. Và như vậy là nó có một cái đường để mình có thể bóc sắn được rồi các bạn. Đấy, và mình bắt đầu mình dùng dao. Cái dao của mình dùng thì sẽ dùng cái dao mà có cái mũi nhọn các bạn nhé. Như vậy thì mình sẽ bóc dễ hơn. Đó, và mình đã bóc được rồi. Rất là củ rất là trắng và mướt. Củ này còn rất là non các bạn ạ. Và lát nữa mình sau khi mà bóc xong thì mình sẽ mang đi rửa nước sạch thật sạch nha các bạn, vì bây giờ mình nó dính đất rất là bẩn, và tay mình cầm vào thì cũng rất là bẩn các bạn ạ. Cái này các bạn có thể bóc luôn như này, hoặc cũng có thể rửa sạch lớp vỏ đi, để khi mà mình bóc xong thì nó sẽ không bị bẩn như của mình nha các bạn. Nhưng mà lát nữa mình rửa bằng nước thì nó cũng sạch sẽ thôi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn có thể rửa qua nước rồi, để khi mình cầm nó sẽ không bị bẩn và nó không bị trơn như mình. Vì mình vừa đào xong vẫn còn rất là nhiều đất nên rất là trơn, rất là khó bóc các bạn.
Sắn này thì mình nướng lên rất là bùi các bạn. Rất là bở luôn, ăn rất là thơm. Mọi người cũng có thể là luộc cũng được. Luộc ăn cũng rất là ngon, hoặc là làm bánh sắn cũng rất là ngon. Nhưng mà mình hôm nay thì trời rất là lạnh, và mình nhà mình thì đang đun bếp củi để nấu cháo lợn, thì tiện thể là mình sẽ nướng luôn cái củ sắn này để ăn nha các bạn nha. Mình sẽ bóc hai củ. Và bây giờ mình bắt đầu bóc củ thứ hai các bạn nhé. Mình sẽ làm tầm hai củ thôi, vẫn là chặt cái gốc nó ra. Mình cứ xay củ sắn như này và để ra ở một vị trí thì và cài càng lên. Cái này hơi nguy hiểm các bạn, cẩn thận là sẽ bị vào tay nhé.